Trong cái chợ này mình thấy nấm rất là rẻ nha. Nấm này mà 3 đồng cho 2 bịch. Hành thì 99 cent cho 5 bó. Khóm thì 5 đồng cho 2 trái. Quýt này là quýt sumo là 99 cent cho 3 pound. Còn nấm đông cô này là 5 đồng cho 2 hộp. Hello cả nhà, hôm nay mình đi vô trong cái chợ đại hàng này để mình mua ít rau cải. Thì thấy trong đây có nhiều, rất là nhiều những mặt hàng họ đang on sale, cho nên mình cũng sẵn quay cái video để chia sẻ lên cho cả nhà. Ai có cần mà muốn mua những mặt hàng này thì vô mua nha. Như cái hộp bánh này á là 5 đồng cho 2 bịch. Và cái loại cà phê này á, cái giá của nó là 19 đồng 99, mà chỉ còn có 12 đồng 99 thôi. Rất là nhiều những cái mặt hàng đang on sale cả nhà thấy ha. À, còn cái loại này là một cái loại giống như là nó loại đậu đó. Thì bán là chỉ cái giá có 5 đồng thôi. Ăn nó béo béo, nó bùi bùi, mình rất là thích mua cái loại này. Còn đây là một cái loại bánh, giá của nó là 6 đồng, bây giờ còn có 3 đồng thôi. Cho nên là nhanh tay nha cả nhà nha. Tất cả những mặt hàng trong đây mình thấy đang on sale rất rất là nhiều. Đó, những cái miếng mà màu vàng như nè, họ để là để cái giá đã on sale đó, cho mình đó. Cái chợ này là chợ đại hàng, mình thấy nằm trên góc đường Beach với lại đường La Mirada. Cho nên là cả nhà ai ở gần góc đường này á, thì mình ra mình mua nha. Có rất nhiều những sản phẩm họ đang on sale đó. À, cái này một cái loại giống như là xúc xích, sausage á. Mình mua về có thể mình nướng lên hoặc làm spaghetti mình ăn cũng ngon lắm nè. Họ sale bây giờ cái giá của nó chỉ còn 4 đồng thôi. Cái giá cũ là 7 đồng, bây giờ chỉ còn có 4 đồng thôi. Rất là nhiều nha. On sale cả nhà ra mua nha. Còn cái loại này là một cái loại bánh chocobai. Cái giá của nó bây giờ chỉ còn có 4 đồng 99 là 5 đồng thôi. Mình sẽ lấy một hộp. Qua bên phía bên đây mình thấy những cái loại mặt hàng như cá nè, thịt nè. Họ cũng đang on sale luôn nha, chứ không phải là những cái loại mặt hàng khô đâu. Cái này giống như một cái loại bạch tuộc đó. Mình chưa có ăn cái loại này qua bao giờ nên mình cũng không có biết ăn ngon hay không. Đây, tất cả những cái mặt hàng tươi sống của họ là họ cũng đang on sale đó cả nhà. Ai cần mua thì ra mua ha. Nói chung là những sản phẩm của chợ đại hàng á, thì mình mua về mình rất là ưng ý, ăn nó rất là ngon, tươi. Cho nên cái giá của nó thường nó cũng cao hơn những cái mặt hàng ở chợ Việt Nam mình. Nhưng mà hôm nay mình vô đây mình thấy họ đang on sale đó, cho nên cái giá của nó rất là rẻ đó. Nếu mà mình cần mình nên chạy ra đây mình mua nha. Còn ở đây thì có rất là nhiều những mặt hàng giống như cá viên chiên nè, chả cá nè. Mình thấy họ cũng đang on sale rất là nhiều nè. Cái giá của nó bây giờ chỉ còn có 7 đồng thôi. Còn một loại khác thì chỉ còn có 6 đồng thôi cả nhà ơi. Cho nên là mình ra mình mua nha. Ba mợ mình cũng lấy cho một bịch đem về. Tính vô đây mua chỉ vài món thôi, hành, rau cải thôi. Nhưng mà vô đây thấy nhiều mặt hàng đang on sale quá, cho nên là hai mợ cháu đi vòng luôn. Mua tha về một hồ thế nào cũng đầy cho một xe. Cái này là những cái loại giống như là khô. À, mình chưa có ăn những cái loại này, không biết ngon hay không. Nhưng mà thấy cũng đang on sale nè. Cái giá của nó là 13 đồng, bây giờ chỉ còn có 10 đồng thôi cả nhà. Giống như khô mực nè. Rồi cái này giống như cá vậy đó. Là cái sản phẩm này là giống như là mình mua về là mình ăn liền thôi. Còn cái này là những cái loại giống như há cảo chiên, đem về để mà mình hấp lên mình ăn. Vô trong đây thì mình thấy có những cái loại xà bông giặt, loại thai. Giá của nó là 20 đồng mà bây giờ mình thấy chỉ còn có 16 đồng thôi cả nhà nha. Cho nên ai cần mua thì mình có thể là đây mình mua nha. Những cái mặt hàng mà giá đang on sale mình tận dụng mấy cái ngày này á, mình mua thì nó sẽ rẻ hơn. Đây là cái loại củ cải trắng mà họ muối dưa chua lên ăn cũng rất là ngon. Mình thấy bây giờ họ bán chỉ có 5 đồng cho 2 hộp thôi. Nhiều sản phẩm lắm luôn nha. Những cái loại giống như mì khô nè, hoặc là bánh gạo mà họ nấu, họ làm lên ăn cái cay cay đó, của cái kiểu đại hàng đó. Nhưng mà mình chưa có ăn qua bao giờ, với lại cũng không có thích ăn cái kiểu đó, cho nên là mình cũng không có mua những cái mặt hàng đó về. Cái loại nước này cái giá của nó là 7 đồng, bây giờ chỉ còn có 4 đồng thôi. Mình sẽ lấy một block của nó ha. Một block của nó thì có 6 lon nè. Hay định nhà mình thì mê cái loại này lắm. À, cái đây là cũng một cái loại bánh gạo nè. Những cái loại mà bánh gạo mà nếu mà mình biết cách làm á, đem về mình pha chế ra mình nấu thì ăn nó cay cay, ăn rất là ngon. Nhưng mà mình thì không có biết cách làm, cho nên là không có dám mua về. Về mà mình không biết cách làm á, làm ra ăn không có được, uổng lắm.
rất là nhiều ở nhà nha. Ai đi mua đồ on sale chạy ra mua liền nhanh gọn lẹ nha. Đợi thôi là nó hết cái ngày on sale thì nó uổng dữ lắm luôn đó. Trong cái chợ này thì rất là lớn. Mà hôm nay mình đi không biết sao cái chợ này bây giờ họ on sale rất là nhiều luôn. Những cái tờ giấy mà màu vàng vậy nè là những cái mặt hàng đó là đang on sale đó cả nhà. Bên đây mình thấy kim chi. Kim chi một hũ của nó là cũng to đó nha. Cái giá là 25 đồng, bây giờ chỉ còn có 18 đồng thôi. Còn bên đây hũ khác thì 25 đồng mà còn 16 đồng. Tùy theo loại ha. Đặc biệt là mình thấy cái loại nấm này giá chỉ có 3 đồng thôi mà cho 2 hộp. Còn nấm đông cô này thì 5 đồng cho 2 hộp. Rất là rẻ ha. Tươi. Mình rất là thích những cái loại nấm rau cải ở trong chợ Đại Hàng á. Mua về ăn rất là tươi ngon. Cái loại nấm này thì đem về xào hoặc là mình kho khô ăn ngon lắm nha. Cái giá chỉ có 1 đồng 79 sen thôi. Cái này đem về ăn lẩu là khỏi chê nè. 3 đồng cho 2 bịch. Đợt trước mình mua là 2 đồng 99 sen cho 1 bịch. Hôm nay vô trong đây mình chủ yếu là mình mua cái loại hành này nè. 1 đồng mà tới 5 bó luôn nha cả nhà. Tươi xanh luôn đó. Có lúc mình mua 1 đồng cho 1 bó, có khi 1 đồng 2, có khi 1 đồng 3. Nhưng mà hôm nay á, là mình vô cái chợ Đại Hàng này là mình thấy là 1 đồng mà tới 5 bó luôn. Tươi xanh à. Cho nên mua về á, tha hồ mà mình ăn luôn. Cái tỏi này thì mình thấy cái giá của nó là 5 đồng cho 1 túi. Là họ đã lột sẵn ra rồi nha. Cái bịch lớn á, thì mình thấy 8 đồng. Hình như cái bịch đó là nó gấp đôi cái bịch hồi nãy mình cầm lên á. Đi vòng vòng nữa mình coi có cái gì on sale nữa không nha. Cái này là apple, táo Puchi apple này. Trái nào đó nó tươi dễ sợ không. Còn bên đây là loại quýt sumo. Trái rất là to. Mình đã lột ra ăn thử rồi nha cả nhà. Ăn ngọt có vị chua nhẹ. Mà 99 cent cho 3 pound. Cho nên là ai mà thích ăn quýt loại này á, thì nên chạy ra mua nha. Mình thấy người ta mua rất là nhiều á. Còn đây là một cái loại hồng mà người ta đã sấy khô ra rồi. Là cái giá của nó là 6 đồng cho một hộp nè. Mình thấy họ vô cái hộp thấy cũng lịch sự và đẹp lắm. Khóm thì mình thấy 5 đồng cho 2 trái, coi như 2 đồng rưỡi một trái. Có những lúc vô mùa đó mình thấy họ bán có 1 đồng một trái thôi. Nhưng mà hôm nay 5 đồng cho 2 trái là thấy cũng rẻ rồi. Bên đây một loại quýt khác thì mình thấy là 1 đồng cho 1 pound. Cái giá cũ của nó là 2 đồng cho 1 pound. Loại quýt này thì mình không biết ăn ngọt hay không ha, mình chưa có thử qua. Còn cái loại này là kiwi màu vàng, cái giá của nó là 7 đồng cho một hộp. Còn cái này là kiwi ăn nó hơi mặn mặn, nếu mà mình thích á mình cuốn lại phía cơm ăn cũng rất là ngon á cả nhà. Cái giá của nó chỉ có 4 đồng thôi. Hôm nay tình cờ đi vô cái chợ này á, mình thấy họ on sale rất là nhiều những cái mặt hàng luôn. Giống như hành á là 1 đồng tới 5 bó luôn cả nhà nha. Rồi quýt, nói chung tất cả những loại trái cây, rau cải và một số những loại bánh trái, đồ ăn này kia họ on sale rất là nhiều. Cho nên là nếu mà cả nhà ai mà cần mua những cái mặt hàng nãy giờ mình quay đó, vô trong chợ đó để mua nha. Nó nằm trên đường Bis với lại đường La Mirada, mình biết đọc đúng không, nhưng mà mình sẽ để cái tên đường ở trong cái video cho cả nhà nha. Nó đi vô trong đó mua, hình như họ on sale từ ngày 16 tây cho tới ngày 20-22 tây gì đó. Mình nãy mình coi không có được rõ cho lắm, để mình lên mạng mình search mình coi lại thế nào. Còn được mấy ngày nữa mình vô trong đó mình mua nha. Thôi sẵn vô trong chợ thấy sale cho nên là cũng quay chia sẻ cho cả nhà xem. Giờ mình xin tạm ngưng cái video đây nha. Xin chào và tạm biệt tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nha. Bye bye.